chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn phải chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án dưới đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nuối tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như một lời cảnh báo về cái giá phải trả của tội ác. Và bây giờ mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Ngày 23 tháng 3, Tốp Phu Trầm gồm 7 người quê ở xã Quảng Minh, xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch vào rừng tìm Trầm. Sau 3 ngày trèo đèo, lội suối, họ tìm đến khu vực bản Cha Lì, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị để tìm trầm hương và gỗ huê. Khi lán trại đơn sơ của nhóm Phu Trầm vừa được dựng lên, thì bất ngờ xuất hiện 3 đối tượng mang theo vũ khí nóng, rồi khống chế cả nhóm, đưa sang khu vực Khe Tà Băng, thuộc cụm bản Ca Pai, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào. Cách biên giới khoảng 700m, đòi tiền chuộc mỗi người 15 triệu đồng. Chúng thả anh Hoàng Văn Hà, 37 tuổi, ở thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch về lấy tiền chuộc. Anh Đỗ Văn Hiền, 25 tuổi, chú Quảng Sơn, Quảng Trạch, chưa hết bàng hoàng kể lại. Nhóm Phu Trầm còn đang vật lộn với cơn đói, khát, thì các đối tượng tác động vào chỗ hiểm của từng Phu Trầm. Mặc cho nhiều Phu Trầm kêu khóc, van lạy, nhưng nhóm người vẫn không hề đoái hoài tới. Sau một ngày khống chế, hành đủ kiểu, bọn chúng đã buộc từng Phu Trầm vào gốc cây rồi tác động cho đến tắt thở. Chúng hại từ từ từng người một. Nhà chức trách cho biết, chúng không sử dụng vũ khí nóng vì sợ phát ra tiếng nổ sẽ lộ. Trong khi các Phu Trầm tay bị buộc ra phía sau, nên chúng khai chỉ mất 5 đến 6 phút đã lấy mạng xong một người. Lần lượt các Phu Trầm, Trương Thanh Hiền sinh năm 1975, chú thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh, Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1967, chú thôn Bắc Minh Lệ, xã Quảng Minh, Nguyễn Văn Sáu sinh năm 1988, chú thôn Bắc Minh Lệ, xã Quảng Minh, Hoàng Xuân Thân sinh năm 1994, thôn Tân Sơn, xã Quảng Sơn, Trần Văn Trị sinh năm 1980, thôn Tân Sơn, xã Quảng Sơn, tất cả đều thuộc huyện Quảng Trạch, Quảng Bình bị hại. Khi đến người thứ năm là ông Nguyễn Văn Thắng, 45 tuổi, cậu của anh Đỗ Văn Hiền bị đưa ra hành, thì ông Thắng kêu lên: "Ôi, mất hết cả rồi." Và chỉ sau 2 tiếng bộp bộp thì mọi thứ trở nên im ắng. Khi thấy từng người bị đem đi xử dã man, cảm giác sắp đến lượt mình, nên anh Đỗ Văn Hiền đã cố hết sức phá được dây và lợi dụng núi rừng hiểm trở đã tháo chạy thoát cửa tử về nhà. Anh Đỗ Văn Hiền quê gốc ở Phú Khánh, Thạnh Phú, Bến Tre. Hiền ra Quảng Bình lấy vợ và ở lại quê vợ. Đây là lần đầu tiên anh theo các Phu Trầm vào rừng tìm Trầm và đã gặp cảnh tượng kinh hoàng. Người nhà bảo, từ ngày trốn thoát trở về, mỗi khi nghe tiếng động mạnh, Hiền giật mình thon thót. Điều làm Hiền không thể lý giải nổi là không hiểu vì sao nhóm người lại hành dã man rồi hại từng người, trong khi xử nạn nhân, chúng rất ít nói. Anh Hiền chỉ nghe loáng thoáng là chúng nói bằng tiếng Việt. Anh Hoàng Văn Hà, Phu Trầm được thả về lấy tiền, đã đến từng nhà, rồi vay mượn, gom góp đủ tiền để trở vào rừng chuộc các Phu Trầm. Nhưng anh chưa kịp đến nơi, thì đã gặp anh Hiền kể lại câu chuyện kinh hoàng. Anh Hà, anh Hiền và thân nhân của các Phu Trầm bị hại đã báo cáo với cơ quan chức năng. Thượng tá Trần Văn Đông, Phó trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Trị cho rằng đây là vụ án phức tạp, nghiêm trọng và gây nhiều khó khăn nhất cho lực lượng điều tra phá án tại địa bàn Quảng Trị từ trước đến nay. Ngày 27 tháng 3, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được hồ sơ vụ án từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Lập tức, PC45 đã cử cán bộ đến xã Quảng Minh, Quảng Trạch thu thập thông tin từ những Phu Trầm may mắn trốn thoát. Mặt khác, phối hợp với Bộ đội Biên phòng họp bàn đánh giá lại toàn bộ sự vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Đến ngày 29 tháng 3, Công an tỉnh xác lập chuyên án 312G
phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Sở An ninh tỉnh Savanakhet, Lào tập trung phá án. Thượng tá Trần Văn Đông kể lại, sau hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 29 tháng 3, chúng tôi tiến hành làm việc, nắm thông tin tại bản Tà Bon, xã Hướng Lập. Chúng tôi đã khoanh vùng 3 đối tượng khả nghi, thu giữ tang vật là vũ khí nóng báng dài cùng 5 viên đạn được các đối tượng cất giấu trong rừng già tại địa phận Lào, đồng thời cho các nhân chứng nhận diện Công và Thành qua ảnh. Ngày 31 tháng 3, các tổ trinh sát tiến hành mật phục, bao vây, xác định nơi Công và Thành lẩn trốn ở bản Tà Rùng. Chúng thường xuyên thay đổi hang ẩn nấp. Mỗi ngày chỉ có một người rời hang một lần đi lấy nước, đồ ăn. Do khu vực này có nhiều hang đá, rất hiểm trở, các đối tượng thường sống ở rừng nên rất dễ phân biệt người quen, người lạ. Vì vậy, các trinh sát phải ngụy trang thành người đi rừng, làm dẫy để theo dõi. Đến 4 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng và chó nghiệp vụ đã triển khai đội hình thành nhiều vòng vây quanh hang khe mú. Đến 13 giờ 50 phút cùng ngày, Công rời hang và bị bắt giữ. Lực lượng chức năng kêu gọi Thành đầu hàng. Đến 16 giờ, Thành mới chui ra khỏi hang và xa lưới. Theo lời khai của Công và Thành, trước khi lấy mạng 5 phu trầm vài ngày, chúng đã bắt giữ, cướp tài sản một nhóm 3 phu trầm khác cũng ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch để đòi tiền chuộc. Thủ đoạn của chúng là buộc tay 3 phu trầm, cướp hết đồ và sau khi lấy được tiền chuộc, chúng sẽ thủ tiêu sạch để bịt đầu mối. Tuy nhiên, do dây buộc bị tuột nên nhóm phu trầm này may mắn thoát cửa tử. Chiều ngày 4 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng biên phòng Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan chức năng Lào đã bắt được nghi phạm thứ 3 trong vụ thảm án. Thông tin ban đầu cho biết, nghi phạm này có tên là Hồ Văn Nguyên, trú tại bản Tà Păng, huyện Sepol, tỉnh Savanakhet, Lào. Tên này bị bắt tại bản Kali thuộc cụm bản huyện Virabuli, tỉnh Savanakhet khi đang trên đường trốn chạy. Chiều cùng ngày, Thượng tá Lê Quang Công, quyền trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đang trên đường sang Lào để phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, nắm tình hình, đồng thời xem xét dẫn độ sát thủ này sang Việt Nam phục vụ công tác điều tra. Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Trị, lời khai mới nhất của hai bị can Hồ Văn Thành và Hồ Văn Công cho thấy cả hai đều mù chữ, lười nhác, rất thích đỏ đen, ăn nhậu. Giữa tháng 3, Thành mượn xe máy của cha vợ bảo rằng đi chơi nhưng đã cầm cố xe và nướng sạch vào trò đỏ đen. Là bà con với Công, muốn chuộc xe cho cha vợ, Thành tìm gặp Công rồi lên kế hoạch khống chế những người đi trầm. Sau đó lấy tiền chuộc và sát hại luôn để bịt đầu mối. Trong khi đó, Công có quen biết với Hồ Văn Nguyên và biết tên này có vũ khí nóng nên cả hai tìm tới nhà để thuyết phục y tham gia. Theo hồ sơ, sau khi bắt được những phu trầm, chúng đã buộc tay cả 7 người sâu thành một chuỗi và dẫn giải đến khu rừng Tà Păng, Lào rồi cột từng người vào gốc cây cho Nguyên canh giữ. Tối hôm đó, Thành đào một hố sâu dài 2m, rộng 1,7m và sâu 0,8m tại một khe nước. Trong khi Nguyên có nhiệm vụ đứng canh giữ, thì Công dẫn từng người một ra hố đào sẵn để xử lý. Từng phu trầm hai tay bị cột ra sau, tư thế quỳ gối. Thành đứng sau vít mạnh để nạn nhân đầu áp sát xuống đất và không thể thoát chạy. Còn Công dùng hung khí to bằng cánh tay, dài 1,2m, tác động vào sau gáy cho đến tắt thở, sau đó đẩy luôn xuống hố. Nếu phu trầm nào chưa mất hẳn thì Thành tiếp tục tác động vào mắt, mũi, miệng. Bởi theo quan niệm của người dân tộc là sợ khi mất, mắt ghi lại hình ảnh tố giác tội phạm. Xử xong, chúng táng cả 5 người và rời khỏi hiện trường vì sợ phu trầm Đỗ Văn Hiền sau khi trốn thoát báo với cơ quan chức năng. Ngày 25 tháng 4, tại xã Quảng Minh và Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã hoàn tất việc khai quật và khám nghiệm tử thi 5 phu trầm. Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Trị,
Khám nghiệm tử thi cho thấy hầu hết các nạn nhân đều có 2 đến 3 vết chấn thương ở vùng gáy. Trong đó, nạn nhân Đinh Xuân Thân, 33 tuổi, trú xã Quảng Sơn, bị chấn thương nhiều nhất. Ngoài ra, một số tử thi còn có dấu vết chấn thương ở vùng mắt, mũi và miệng. Điều này phù hợp với lời khai của các hung thủ là Hồ Văn Công, 38 tuổi, Hồ Văn Thành, 39 tuổi, trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, bị bắt vào ngày 2 tháng 4 và lời kể của những phu trầm thoát nạn. Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi đã khẳng định phương thức lấy mạng người của nhóm hung thủ là vô cùng tàn ác, không có tính người. Ngày 30 tháng 5 năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành. Người nhà các nạn nhân cùng thuê một ô tô vượt gần 200 km vào thành phố Đông Hà dự phiên tòa. Khi hai bị cáo được dẫn vào phòng xử án, họ bức xúc, kêu khóc thảm thiết. Xác định hành vi của Công và Thành là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tới 4 tội: sát hại người, cướp tài sản, khống chế nhằm chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt chúng án tử hình về tội sát hại người, 15 đến 20 năm tù cho mỗi tội danh còn lại. Chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát, hội đồng xét xử sau đó đã tuyên các bị cáo án tử hình. Riêng Nguyên sẽ bị xét xử tại Lào. Sáng ngày 4 tháng 9 năm 2014, Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án. Tại phiên phúc thẩm lần này, người nhà của năm phu trầm đã không có mặt tại tòa. Khác với phiên xử trước, hai đối tượng Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành tỏ ra nhút nhát hơn, buồn hơn khi được gọi tên. Ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm chính thức bắt đầu, Viện Kiểm sát, chủ tọa phiên tòa đã xem xét các tình tiết của vụ án thông qua nhân chứng cũng như lời khai của hai kẻ sát nhân này. Tại tòa, Công và Thanh không khai nhiều về các tình tiết gây án của mình, mà chỉ cúi đầu nói là hai đối tượng đã biết tội và xin tòa xem xét để được giảm án. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát khẳng định, qua lời khai cùng với kết luận điều tra của cơ quan chức năng, không thấy có các tình tiết giảm nhẹ cho hai đối tượng này. Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã quyết định giữ nguyên mức án như phiên sơ thẩm do Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên trước đó là tử hình đối với Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành. Sau khi tuyên án, Tòa án Nhân dân tối cao cho biết hai đối tượng Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành có thể gửi đơn xin miễn tội tử hình lên Chủ tịch nước để xem xét. Thời gian làm đơn này sẽ được tính trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị biệt giam trong căn phòng dành cho tử tù tại trại tạm giam công an thành phố Hải Phòng, Bùi Hữu Quang lúc này đã không còn vẻ ngang tàng của một gã lục lâm khảo thấu từng một thời ngang dọc trốn giang hồ. Ngày trước, mọi người đều gọi gã bằng cái tên cụt lùn là Quang Chuột. Dù mới đang ở ngưỡng tuổi 30 của đời người, nhưng Quang đã có cả tá tiền án chất chồng tiền sự với đời cơm tù áo số. Ngay từ khi mới chỉ là cậu thanh niên choi choi, Quang đã lấy số má bằng những lần cướp tài sản hết sức trắng trợn, rồi lĩnh án nhập trại. Đến khi mãn hạn tù, Quang không biết quý trọng cuộc sống tự do, ngược lại tuổi trẻ trông ngông cuồng, coi trời bằng vung, khiến gã thường phải ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Và sau một vụ cướp đình đám, Quang nhận mức án gần chục năm tù giam. Thụ án chưa được bao lâu, trong một lần mâu thuẫn với bạn tù, Quang đã đâm chết người này bằng con dao tự chế từ chiếc bay xúc đất. Quang cho biết, trước đó, giữa gã và nạn nhân từng có mâu thuẫn tranh ngôi vị đại bàng trong trại, nên cả hai đã vài lần gây gổ, đánh đấm để dằn mặt nhau. Khi chúng tôi gợi lại vụ án giết bạn tù để Quang vào cửa tử của cuộc đời, giọng Quang trùng xuống. Em thật sự hối hận, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà em đã tước đoạt quyền được sống của người khác. Chuyện xảy ra vào sáng ngày 21 tháng 5 năm 2011, khi em đang ngủ thì bạn tù gọi em dậy để đi ăn trộm đồ của một bạn tù khác cũng ở cùng buồng giam, nhưng em không đồng ý. Tuy nhiên, người bạn tù ấy vẫn một mình tiếp tục ăn trộm. Đến sáng, người kia thấy mất đồ đã hỏi mọi người thì em thấy chướng tai cái mắt, không thể không nói nên đã tố cáo ra kẻ ăn trộm. Sau câu chuyện buổi sáng, chuẩn bị đến giờ ăn trưa, em bất ngờ bị bạn tù ăn trộm lao vào đấm đá túi bụi vì hằn học chuyện tranh thứ vị trước sau. Nay lại thêm cái cú vì bị khai ra. Bọn em giằng co đến bờ tường nơi đặt thùng rác trong trại giam.
không chịu đựng thêm, máu côn đồ trong em lại nổi lên. Em đã tung thùng đựng rác, nhặt một con dao tự tạo giấu trong đó, tặng cho bạn tù một nhát dao xuyên thấu vào ngực, khiến anh ta gục ngay tại chỗ. Mặc dù được cán bộ quản giáo đưa đi cấp cứu, nhưng người bạn tù đã tử vong tại chỗ vì nhát đâm của em trúng tim. Với hành động côn đồ cướp đi sinh mạng của người khác, Quang phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật, đó là bản án tử hình. Đồng nghĩa với việc Quang sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc sống xã hội trong một ngày gần đây. Quang tâm sự, chỉ đến khi thần chết lơ lửng trên đầu mình, Quang mới bớt ngông cuồng máu lạnh. Quang trở nên điềm tĩnh và biết suy xét về bản thân, biết an phận với cuộc sống hiện tại, biết đếm và biết trân trọng từng ngày trước khi phải trả án. Ngồi đối diện với Quang, khuôn mặt, ánh mắt của gã không còn lạnh lùng, sắc lẹm như trước. Quang bảo rằng gã đã xác định rồi, tội ác mình gây ra thì phải chịu, chẳng ai cứu vãn hay thay đổi được, cứ coi như mọi thứ đã kết thúc. Nhắc về thời kỳ huy hoàng trên chốn giang hồ, Quang chỉ cười nhạt, tất cả chỉ là phù du, là dĩ vãng. Quang không còn muốn nhớ về nó nữa. Dù trước đó đã có những lúc Quang đã tự huyễn hoặc coi mình như một ông hoàng không ngay. Bởi sau mỗi phi vụ ăn hàng, có tiền ăn chơi trụy lạc thả phanh, đám ong ve bên dưới lại xung xoe nịnh bợ tung hô. Quang nhớ lại thấy những hành động của mình lúc đó quá phù phiếm và điên dại. Có những ngày em cùng đám đàn em đệ tử làm mấy quả liền, tiền tiêu sung sính, chẳng phải lo nghĩ gì, cứ hết là anh em lại tổ chức đi cướp. Bây giờ ngẫm lại mới thấy tiếc vì đó là cuộc sống chẳng có ngày may, Quang thở dài. Thuộc còn sống ngoài pháp luật, dù Quang Chuột không được liệt kê vào danh sách những chùm giang hồ khét tiếng, nhưng hắn lại đứng trong top đầu của những tên cướp manh động và liều lĩnh bậc nhất đất cảng. Quang Chuột khét tiếng bởi sự tính táo nhanh nhạy khi thực hiện các vụ cướp vô cùng gọn gàng. Không nhiều tên cướp ở đất cảng dám gây án ở phố đông, nhưng đối với Quang Chuột thì nơi nào cũng có thể gây án được, miễn sao nạn nhân có tài sản. Khi được hỏi tại sao sở hữu đến 4 tiền án, vào tù đến 4 lần cùng với một tội danh là cướp tài sản, nhưng Quang không thể từ bỏ được con đường tội lỗi của mình. Sau mỗi lần mãn hạn tù trở về cuộc sống tự do, muốn tìm một công việc tử tế là điều vô cùng khó. Rồi thì lại tiếp tục tụ tập chơi bời với đám bạn hư hỏng. Và khi không có tiền để đáp ứng những cuộc chơi đó thì lại đi cướp. Cứ như vậy, Quang trở dài trong con đường tội lỗi và chỉ đến khi lĩnh án tử hình, gã mới nhận ra rằng đã đi quá xa so với giới hạn cho phép. Khi ngoái lại để hối hận thì tất cả đã muộn, cơ hội để tướng cướp này sửa sai đã chấm hết. Vài tháng nằm trong buồng biệt giam tử tù đã giúp Quang hiểu được cái giá phải trả cho những tội lỗi mà mình gây ra. Quang đã biết ân hận và tiếc nuối khi nhiều lần chối bỏ vòng tay yêu thương của những người thân đã dành cho mình. Khi biết mình bị kết án tử hình, Quang nghĩ nhiều nhưng không phải vì bản thân mà vì hình ảnh của hai người phụ nữ. Một là người mẹ, còn người thứ hai chính là người vợ không hôn thú của gã. Mỗi khi nhận được tiếp tế từ người thân gửi từ bên ngoài vào, Quang biết quà đó chỉ có thể là của hai người phụ nữ kia. Nhận những gói quà đó mà ruột gan của Quang như có trăm nghìn lưỡi dao băm cắt. Gã từ từ cúi đầu trong xấu hổ. Em có chết cũng chẳng sao, tội lỗi gây ra thì phải chịu. Nhưng những người phụ nữ kia, họ không làm gì nên tội, vậy mà vẫn phải gánh chịu khổ đau cùng em, phải mang tiếng là có đứa con giết người, có người chồng tử tù. Thật là không còn gì đau đớn hơn. Ở trong này, em hay mơ thấy mẹ, cứ trái gió trở trời, em lo mẹ bị bệnh. Đêm nào mơ thấy mẹ, choàng tỉnh dậy, mắt em thường ướt đẫm, chắc là em đã khóc trong giấc mơ. Em nhớ nhà, nhớ mẹ em lắm. Em chỉ mong được gặp mẹ, được mẹ em sang rộng vòng tay để đứa con tội lỗi này nhận được hơi ấm của lòng mẹ. Nhưng giờ chẳng còn cơ hội nào nữa rồi. Nhắc về người vợ không hôn thú, Quang bảo rằng ngoài mẹ ra thì đây là người phụ nữ khiến gã nể phục nhất. Trước kia, Quang chẳng bao giờ quan tâm đến phụ nữ. Gã chỉ biết ăn chơi tụ tập với đám thanh niên hư hỏng. Nhưng rồi khi gặp người con gái này, Quang cảm thấy mình đã biết yêu thương, biết đến tình cảm lứa đôi. Cô gái đó cũng yêu Quang một cách điên dại, bất chấp sự ngăn cấm của gia đình. Vẫn biết người yêu là kẻ vào tù ra tội, nhưng cô gái đó vẫn chấp nhận gã. Hai người ăn ở với nhau như vợ chồng và rồi đứa con đầu lòng đã ra đời. Vậy mà gã lại không biết trân trọng hạnh phúc này. Quang còn nhớ, ngày đưa vợ đi đẻ, gã chẳng có tiền, cũng chẳng vay được ai. Bí quá, dù thằng em lấy xe máy lượn phố một lúc. Khi trở về, Quang mang theo chiếc túi sách, trong đó có một khoản tiền đủ để trang trải việc sinh nở cho vợ con. Giờ đây với Quang, quỹ thời gian của hắn chỉ còn rất ít, không gian được sống cũng chỉ còn rất ngắn.
Tuy nhiên, cuộc sống tù túng này đem lại cho gã cảm giác yên bình, đủ khoảng lặng để gã sám hối về những tội lỗi gây ra mà không phải vật lộn trong vòng xoáy tội ác như khi còn là một tên tướng cướp. Quang tâm sự, em xác định tinh thần đón nhận cái chết bất cứ lúc nào cho nó thanh thản như một dấu chấm hết để cứu rỗi linh hồn mình. Bây giờ có kêu gào chống đối cũng chẳng thể làm được điều gì, tất cả đã kết thúc. Mạng em không đáng tiếc, trong tâm trí em chỉ thương mọi người trong gia đình, thương người yêu phải nuôi con một mình, rồi thương đứa con phải mồ côi cha, vân vân. Khi cận kề cái chết, Quang mới nhận ra cuộc đời không có hai chữ giá như, và phía cuối con đường hầm không phải lúc nào cũng có ánh sáng, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi. Lê Thanh Bình, 27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, nghỉ học từ năm lớp 6, rồi đi làm thuê kiếm sống. Lớn lên, anh ta theo đám bạn xấu ăn chơi lêu lỏng. Để có tiền, Bình bắt đầu sa vào con đường phạm tội. Năm 2009, Bình bị Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Đầu năm 2012, thanh niên này tiếp tục bị Tòa án Nhân dân Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 1 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 3 năm 2013, Bình mãn hạn tù. Đến giữa tháng 6 năm 2013, trong một lần đi uống cà phê, anh ta quen biết với chị Ngụy Hoàng Giang, 25 tuổi, ngụ Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, là người phụ nữ đã ly hôn và có một đứa con, đang là nhân viên quán cà phê. Say đắm trước vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ một con, Bình buông lời tán tỉnh và được chị Giang chấp thuận. Nhưng tình yêu sớm nở chóng tàn, hơn một tháng sau, hai người nảy sinh mâu thuẫn. Giang đòi chia tay nhưng Bình không đồng ý. Anh ta nhiều lần yêu cầu bạn gái tiếp tục chuyện tình cảm nhưng chị này tìm cách tránh mặt. Biết Giang thường đưa con đến một trường mầm non tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, nên sáng ngày 30 tháng 7 năm 2013, Bình mang theo một con dao Thái Lan rồi đón xe buýt đến trước cổng trường. Chờ con của Giang vào trường thì Bình xuất hiện, thấy trong túi quần Bình có một con dao nên Giang hỏi. Bình không trả lời rồi ép cô lấy xe máy chờ mình qua quận Bình Tân tìm quán cà phê để nói chuyện. Trên đường đi, khi đến trước nhà số D6/10, ấp 4, xã Bình Chánh, bên hông chợ Bình Chánh, do sợ hãi run tay, không điều khiển xe được nên Giang dừng xe lại và nói Bình chở. Lợi dụng lúc này, người phụ nữ bỏ chạy, đồng thời truy hô cầu cứu, nhưng bị gã trai đuổi theo và lôi lên xe đi tiếp. Giang không chịu đi mà xô Bình ngã và tiếp tục bỏ chạy. Anh ta vùng dậy đuổi theo. Khi đến trước nhà số D6/45 ở ấp 4 xã Bình Chánh thì Bình vung dao đâm liên tiếp 5 nhát vào bạn gái, khiến nạn nhân gục xuống đường và tử vong sau đó. Lúc này, một công an phát hiện sự việc nên đã chạy đến cùng người dân khống chế bắt giữ hung thủ. Sáng ngày 20 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử lưu động tại chợ Bình Chánh. Đứng trước vành móng ngựa, Bình khóc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Anh ta khai, Giang và mình sau khi quen nhau đã dọn về sống chung. Trong thời gian đó, Bình phát hiện là người yêu có tình cảm với nhiều người khác. Bình nhiều lần yêu cầu Giang chấm dứt quan hệ, nhưng Giang không chịu mà đòi chia tay. Sáng hôm đó, bị cáo mang theo con dao với mục đích là hù dọa, ép người yêu quay lại chung sống. Nhưng Giang nhìn thấy con dao nên bỏ chạy, bị cáo rượt theo và còn đánh vài cái. Cô ấy tiếp tục bỏ chạy và truy hô. Lúc đó, bị cáo mất bình tĩnh nên rút dao ra đâm, Bình Lý Nhi khai. Chủ tọa ngắt lời Bình, bị cáo lấy quyền gì mà tát và đâm người khác. Bị cáo và nạn nhân mới quen nhau được hơn một tháng mà dám nói Giang có quan hệ tình cảm với nhiều người. Thế hóa ra, nạn nhân cứ 2 đến 3 ngày lại yêu một người à? Nạn nhân đã chết, không có ai đối chứng, nhưng không phải bị cáo muốn khai sao thì khai. Bình trả lời, bị cáo đâm rồi có níu kéo được tình cảm của nạn nhân không? Khi đâm có nghĩ tới hậu quả như ngày hôm nay không? Bị cáo thấy hành vi của mình như thế nào? Hội đồng xét xử tiếp tục hỏi. Dạ, bị cáo thấy hành vi của mình là độc ác, dã man, mất hết tính người, chỉ vì yêu đương mù quáng mà đã giết hại Giang, bị cáo rất hối hận. Có mặt tại tòa, ông Hùng là cha của nạn nhân cho biết, giữa con gái mình và Bình không hề có tình cảm và chung sống với nhau như Bình khai. Giang chỉ coi Bình như bạn bè. Con gái tôi sáng đưa con đi học rồi đi làm, chiều đón con về nhà thì làm sao mà sống chung như lời Bình nói được, người cha nói. Mọi chuyện dù sao cũng đã lỡ rồi, Giang ra đi khi mới ngoài 20 tuổi, để lại một đứa con chưa đầy 3 tuổi bơ vơ. Thế nhưng, từ ngày xảy ra vụ án, phía gia đình bị cáo không một lời hỏi thăm, không một nén nhang cho đứa con gái xấu số của tôi, ông Hùng nói trong nước mắt. Bị cáo quay lại nhìn gia đình và đứa con nhỏ của nạn nhân đi, vì bị cáo mà con trai của nạn nhân vĩnh viễn mất đi người mẹ, vị chủ tọa nói.
Lúc này, Bình quay lại oà khóc và quỳ sụp xuống đất, mong cha mẹ và con của em Giang vơi bớt đau thương và rộng lượng tha thứ cho kẻ tội lỗi này. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định chỉ vì mâu thuẫn tình cảm mà bị cáo đã xuống tay sát hại dã man người yêu. Bị cáo gây án ngay giữa chợ, điều này thể hiện là bị cáo coi thường pháp luật và tính mạng của người khác. Hơn nữa, bị cáo có hai tiền án chưa được xóa án tích, mới đi tù về lại tiếp tục phạm tội với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì thế, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với Bình. Sau khi nghe tòa tuyên án, hung thủ giết người khuỵu xuống và ngất xỉu. Ở một vụ án khác, chỉ vì ghen mà đối tượng đã gây ra vụ việc chấn động. Trong cơn ghen cuồng, hung thủ đã ra tay sát hại cô người yêu xinh đẹp của mình. Thấy số tài sản còn lại của nạn nhân, hắn mang đi bán, cầm cố để lấy tiền trả nợ và nướng vào quán bar. Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2012, Tuyến chở người yêu tên là Như, sinh năm 1992, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, về nhà của Tuyến ở đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận chơi sau khi đã ngủ qua đêm tại một khách sạn trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận. Khi cả hai lên phòng ngồi nói chuyện, Tuyến xem điện thoại của Như thì thấy có một số tin nhắn của ai đó gửi đến cho Như. Tuyến nổi cơn ghen, yêu cầu Như giải thích thì Như nói là tin nhắn của bạn, nhưng Tuyến không tin. Sợ xảy ra chuyện, Như đòi đi về thì Tuyến không cho, giữ Như lại ở trong phòng. Cuộc tranh cãi tiếp tục diễn ra giữa hai người. Vẫn cho rằng Như phản bội mình, Tuyến lao đến bóp cổ Như. Dù cho người yêu kêu la chống cự, nhưng Tuyến vẫn ấn mạnh tay hơn. Như vùng vẫy càng mạnh, càng làm cho Tuyến bóp cổ chặt. Tuyến lấy dao cạo râu, cắt đầu sợi dây áo khoác của Như, rồi nhét chiếc áo vào miệng Như. Cầm sợi dây, hắn cuốn vào cổ nạn nhân, rồi siết mạnh, cho đến khi Như tắt thở hẳn thì mới bỏ ra. Thấy bạn gái đã chết, Tuyến lấy hai bông tai bằng vàng và một điện thoại di động của Như đem bán được trên 2 triệu đồng. Chiếc xe máy mà Tuyến chở Như đi ăn tối đang để trong nhà. Tuyến lấy chìa khóa rồi mang ra tiệm cầm đồ, cầm được 10 triệu đồng. Có tiền trong tay, Tuyến mang đi trả nợ, bao bạn bè vào quán bar ăn chơi đến sáng. Thấy con gái đi đâu không về, gia đình Như tiến hành tìm kiếm. Đến nhà Tuyến để hỏi thăm, họ bàng hoàng phát hiện thấy xác con mình đang nằm bất động, thân thể tím tái. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an để truy tìm hung thủ. Biết không thể trốn tránh, Tuyến ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Liên quan đến vụ án vào ngày 9 tháng 8 năm 2013, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuyến, sinh năm 1989, ngụ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Cũng tương tự như vụ án của Nguyễn Anh Tuyến, ngày 27 tháng 3 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thực, 34 tuổi, trú ở xóm Đặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tội giết người hiếp dâm. Theo cáo trạng, trước đó khoảng đầu tháng 10 năm 2017, qua mạng xã hội, Thực quen biết với chị Bùi Thị Huệ, 35 tuổi, quê quán ở Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, là công nhân tại một công ty thuộc khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, tạm trú tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý. Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2017, Thực đưa chị Huệ về nhà mình tại thôn Thẳng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam chơi. Tới khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đang tâm sự tại bờ mương gần nhà, Thực đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị Huệ kiên quyết từ chối. Bực tức, Thực đã cầm gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó đẩy xác chị Huệ xuống mương nước. Gây án xong, Thực đi xe máy đến khu vực điểm 133 thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, vứt chiếc áo đang mặc trên người có dính máu của nạn nhân xuống sông để phi tang rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 26 tháng 10, khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Thực bị lực lượng chức năng bắt giữ. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thực tử hình với các tội danh của mình. Mới nghe những cái tên như em trùm hay thợ săn, có lẽ nhiều người sẽ liên tưởng đến một băng cướp hung hãn. Và quả thật, những thành viên của nhóm cướp xin đều này cũng chẳng vừa. Chúng sẵn sàng hành hung, thậm chí là dùng dao đâm chết nạn nhân mà chẳng tỏ ra lo lắng hay sợ sệt về hành vi phạm pháp của mình. Chỉ có điều, đa số chúng đều là những tên trẻ danh, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tụ tập ăn chơi lêu lổng.
Vụ án xin đều không được, dùng dao đâm chết người xảy ra ở quận 12 đã khiến dư luận bàng hoàng, không chỉ bởi hậu quả chết người mà còn vì những đối tượng như Trần Ngọc Em, tự là Trùm, 19 tuổi, Trần Ngọc Anh, 17 tuổi, là em ruột của Trùm, Nguyễn Văn Hải Phương, tức là thợ săn, 21 tuổi, thường trú tại An Khê, Gia Lai, Cao Thanh Tâm, 16 tuổi, Huỳnh Thanh Sang, 16 tuổi, Trần Quan Hải, 14 tuổi, cùng ngụ tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, gây ra cái chết cho nạn nhân, tuổi đời đều còn rất non trẻ, có đối tượng chỉ mới 14 tuổi. Điều đáng sợ hơn ở nhóm trẻ hư này là cứ khi nào thiếu tiền chơi game uống nước là chúng lại đi tìm những cặp tình nhân đang tâm sự ở những nơi vắng vẻ để xin đều. Và cũng như công việc hàng ngày, hôm ấy chúng tụ tập ở một quán net, địa chỉ tại tổ 24, khu phố 6, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Do không có tiền chơi game uống nước, cả bọn bàn bạc cùng nhau đi tìm các cặp tình nhân đang tâm sự ở khu vực vắng vẻ để xin đều tiền. Sau khi thống nhất xong, bọn chúng chạy xe máy lòng vòng các đường thuộc khu vực phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 tìm kiếm con mồi. Đến khoảng hơn 22 giờ 30 khi chạy đến khu vực bãi đất trống, đường TCH25, bọn chúng thấy anh Nguyễn Ngọc Phê, 22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, tạm trú đường Lê Lợi, phường 4, quận Gò Vấp, và chị TTKH, 20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, tạm trú phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, đang ngồi trên xe gắn máy tâm sự tại lề đường trước nhà số 18/2, tổ 43, khu phố 8, đường TCH25. Ngay lập tức, chúng tiến tới, kẻ cầm cây, kẻ cầm dao, đe dọa buộc anh V phải đưa tiền. Trong lúc giằng co, thì ở phía gần đầu đường TCH25 có ánh đèn xe gắn máy đi vào. Sợ bị phát hiện và nghe các chiến hữu rục rã, tên em đã dùng dao đâm một nhát vào phía sau lưng của anh V, rồi cả bọn lên xe tẩu thoát. Nạn nhân V được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Không lâu sau, 6 đối tượng trong băng nhóm tham gia vụ giết người cướp tài sản này đã bị lực lượng công an tóm gọn. Điều đáng buồn nhưng cũng dễ hiểu là hầu hết tất cả các đối tượng trong nhóm xin đều này đều bỏ học từ sớm, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mẹ chỉ lo quần quật làm ăn, hầu như chẳng quan tâm gì đến hoạt động hàng ngày của con cái. Và thế là chúng như những cây cỏ dại, cứ thoải mái tụ tập với nhau, chơi bời lêu lỏng, và chuyện chúng phạm pháp có lẽ chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Trần Quốc Anh cho biết hoàn cảnh gia đình hắn chẳng khá giả gì, bố làm thợ xây, mẹ là công nhân, thu nhập chỉ đủ nhu cầu tối thiểu của gia đình, gồm bố mẹ và 3 đứa con trai. Anh em Quốc Anh chỉ mới học đến lớp 3 thì bỏ học ở nhà, tụ tập bạn bè chơi bời. Tụi con thường tập trung tại tiệm net vào buổi tối, chơi đến khoảng gần 10 giờ đêm, có hôm muộn nhất là 11 giờ mới về. Thật sự đi xin đều như vậy, nhưng không bao giờ con nghĩ lại có ngày bị bắt cả. Lúc này, con sợ sẽ bị giam lâu khiến ba mẹ buồn. Tên tội phạm nhí nói vậy nhưng dường như không hề tỏ ra sợ sệt hay hối hận gì về hành động của mình. Tụi con xin đều mỗi lần chỉ khoảng 20-30 ngàn để thỏa mãn nhu cầu chơi game, uống nước, hút thuốc, vậy thôi. Tên Phương cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình một cách nhẹ tênh. Trong các đối tượng của băng nhóm này, có lẽ Trần Quan Hải, thành viên nhỏ tuổi nhất và cũng chỉ mới lần đầu đi theo nhóm, còn biết tỏ ra sợ hãi và hối hận một cách chân thật về hành vi đồng phạm của mình. Nhìn Hải khóc sụt sịt và luôn miệng nói, con nhớ mẹ và muốn về nhà, chúng tôi không khỏi chạnh lòng nhưng cũng thầm tiếc cho cậu bé khi sớm phải rơi vào vòng lao lý. Hay ở một vụ việc khác, một băng cướp nhí khác đóng đô trên địa bàn quận 2 gồm 6 đối tượng, bao gồm Nguyễn Đức Trường, 17 tuổi, Nguyễn Văn Hoài Nam, 19 tuổi, Nguyễn Ngọc Lợi, 18 tuổi, Võ Văn Hậu, 20 tuổi, Huỳnh Phát Đạt, 17 tuổi, cùng chú quận 2, Trương Trung Tính, 17 tuổi, chú huyện Củ Chi, cũng khá nổi tiếng không kém, nếu không nói level của băng này cao hơn hẳn nhóm của em Trùm về mức độ lạnh lùng và tàn ác. Như có vụ cướp mới đây, khi nạn nhân chống cự, các tên cướp nhí này đã sử dụng 2 con dao dài đâm chém tới tấp 12 nhát làm nạn nhân gục tại chỗ, rồi sau đó chúng cướp điện thoại di động tẩu thoát. Hồ sơ vụ án thể hiện, đêm hôm đó, Trường, Nam, Lợi, Hậu gặp nhau khi đang chơi game online tại tiệm Internet Hòa Hiệp, có địa chỉ tại phường An Phú, quận 2. Do hết tiền nên cả nhóm bàn bạc nhau đi cướp. Khi kế hoạch được thống nhất, 4 đối tượng trên 2 xe gắn máy dạo quanh nhiều tuyến đường ở quận 2, săn mồi. Trong đó, Nam và Trường có thủ sẵn trong người 2 con dao dài. Đến khu vắng vẻ thuộc Đông Thủ Thiêm, phường Bình Trưng Đông, quận 2 thì nhóm này phát hiện anh Trương Minh Hát, chị Nguyễn Thanh Hát cùng 20 tuổi dựng xe bên lề đường và ngồi tâm sự. Lúc này, Nam và Trường nhảy xuống xe, kề dao ngay cổ cặp nam nữ, uy hiếp buộc phải giao nộp tiền, điện thoại di động.
Anh Hát kháng cự, lập tức thì bị Nam và Trường chém 12 nhát gục tại chỗ. Lợi và Hậu xông vào giật điện thoại di động của anh Hát, rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Anh Hát được người dân đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết. Sau khi bị bắt giữ, băng cướp này còn khai nhận trước đó đã gây ra nhiều vụ cướp khác với thủ đoạn gây án tương tự. Điều đáng nói là các đối tượng trong băng cướp này cũng còn khá nhỏ tuổi và đa số gia đình các đối tượng này ít có sự quan tâm dạy dỗ hay để ý đến các em. Và khi đó, chuyện chúng làm điều xấu cũng là điều dễ hiểu. Một băng nhóm nhí liên tỉnh với 3 thành viên còn thuộc dạng mũi dãi thò lò, quen biết nhau rồi rủ nhau đi chơi. Và sau đó, do không có tiền xài nên đã cùng nhau bàn tính rồi nảy sinh kế hoạch đi cướp xe ôm. Một ngày cuối tháng 11 năm 2012, Nguyễn Thanh Sang 14 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Văn Thiện 16 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, Đức Nông Nhật Tân 14 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú Củ Chi, rủ lên nhà của mẹ Tân ở huyện Củ Chi chơi. Khi gần đến nơi, Tân đưa cho Sang và Thiện mỗi người một con dao Thái Lan mà Tân đã mua từ trước, với ý định là dọa cha dượng của Tân một vố. Nhưng Thiện không cầm nên Tân vẫn giữ con dao này. Khi cả bọn đến nhà mẹ Tân, do không có ai nên Tân mở cửa vào nhà nằm nghỉ. Trong thời gian ở đây, do không có tiền tiêu xài nên Tân rủ Sang, Thiện là đi tìm xe ôm để cướp bán lấy tiền. Cả bọn đồng ý thống nhất cùng nhau đi chở xe ôm để đi cướp xe bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 23 giờ, cả bọn đón xe ôm đi về địa bàn xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Sau đó, chúng tiếp tục đón được xe ôm của ông Lê Văn Xuân, 50 tuổi. Khi ông Xuân chở được đi một đoạn, thì Tân một tay ghì trán ông Xuân, một tay dùng dao, thủ sẵn, cắt vào cổ ông này. Biết bị cướp, nên ông Xuân liền chi hô. Tân tiếp tục dùng dao chém vào người và tay của ông Xuân, khiến chiếc xe đổ xuống đường. Sợ bị phát hiện, nên cả ba tên cướp đã bỏ chạy. Lúc này, ông Xuân được quần chúng hỗ trợ đuổi theo, bắt được Thiện và Sang, giao cho công an xử lý. Sau mấy ngày bỏ trốn, đến sáng ngày 30 tháng 11, Tân cũng ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Trong ba tên thì Thiện lớn tuổi nhất nhưng lại có vẻ nhút nhát nhất. Với gương mặt khá lì lợm, đôi mắt tì hí, khi nói chuyện với chúng tôi, Thiện lại nói lí nhí và rất lễ phép. Thiện bảo hôm đó đã xin phép ba mẹ đi lên Sài Gòn xin việc làm chứ không hề có chủ ý là đi cướp. Vậy những hành động của Thiện cùng với hai chiến hữu thật khó mà có thể nghĩ như lời Thiện nói. Kể về gia đình mình, Thiện cho biết ba mẹ bỏ nhau, mẹ đi bước nữa, em sống với mẹ và cha dượng. Do điều kiện khó khăn, ít được cha mẹ quan tâm, Thiện bỏ học ngay từ lớp 6, từ đó em sống như một con sâu cái kiến. Thiện gạt nước mắt bảo, khi biết Thiện bị tạm giữ, người mẹ có tìm đến cơ quan công an và chỉ nói với Thiện một câu mà em nhớ mãi, đó là vừa lòng mày chưa? Lúc gần kết thúc cuộc trò chuyện, Thiện vẫn một hai bảo rằng em nhớ mẹ và muốn được về với mẹ. Trong khi đó, với mái tóc kiểu đuôi rùa và giọng nói giáo hoành, Sang khai nhận danh mạch mọi tình tiết diễn ra hôm ấy, nhưng lại bảo rằng không hề biết Nhân rủ đi cướp xe ôm mà lúc đầu chỉ nghe Nhân rủ qua nhà bạn gái của Nhân chơi. Gia cảnh của Sang cũng chẳng khá giả gì, nhà có tới 5 anh em và chuyện học hành cũng chẳng tới đầu tới đũa. Sang nghỉ học từ năm lớp 6, Sang kể hôm ấy xin mẹ 200 ngàn đi lên Sài Gòn chơi với bạn từ 1 đến 2 ngày rồi về, ai ngờ lại bị rủ dê đi cướp. Khi nhắc đến cha mẹ và anh chị em của mình, Sang nước mắt nhạt nhòa. Con muốn về với mẹ, nhưng các chú ở đây không cho về. Qua cuộc trò chuyện cùng với Thiện và Sang, chúng tôi biết được Nhân cũng đang sống với mẹ và cha dượng. Chẳng hiểu trong cuộc sống cha dượng con vợ có mâu thuẫn gì mà Nhân lại đi mua tới 3 con dao Thái Lan rồi mang về phát cho hai chiến hữu, mỗi người một con. Nhưng Thiện không cầm nên Nhân cầm luôn hai con, với mục đích là ba đứa sẽ dọa cho ông cha dượng một lần, sợ tới chết. Nhưng ai ngờ hôm ấy, do may mắn thế nào, ông cha dượng lại đi làm đâu đó không về, nên kế hoạch bị bể. Hết khôn dồn ra dại, ba tên trẻ danh này bỗng nhiên nảy ra ý định đi cướp xe ôm và mọi chuyện đã diễn ra như đã nói ở trên. Lúc cuộc sống chỉ còn tính bằng ngày, Phạm Thị Nga mới hiểu, dù có ngồi trên đống tiền, thì cái giá phải trả cho việc buôn bán tử thần trắng lúc nào cũng quá đắt. Và trong đầu nữ tử tù ấy chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ đầy tiếc nuối, giá như. Ngồi với tôi trong căn phòng khách của trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng, Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 1973, quê Ý Yên, Nam Định, hồi tưởng quãng thời gian trong buồng giam đặc biệt dành cho các tử tù chờ ngày ra pháp trường. Giá như em cứ yên phận với cuộc sống như bao người khác, thì có lẽ đời cũng không đến nỗi này. Ký ức như một cuộn phim quay chậm lướt qua ánh mắt của nữ phạm nhân đã gần 40 tuổi.
ngày thẩm phán của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình đối với mình, Nga thấy dưới đất dưới chân mình như sụp đổ. Thế là hết. Hơn 10 năm trước, Nga được một người quen là Phạm Thị Hát gần nhà rủ cùng qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh gặp một đối tượng người Trung Quốc lấy một loại hàng tân dược đặc biệt. Tin lời bạn, Nga đi cùng và chuyến hàng đó được vận chuyển chót lọt qua đường tiểu ngạch. Lóa mắt khi thấy Hát được trả công bằng một cục tiền lớn, Nga liền xin Hát cho tham gia cùng. Nhưng ngay trong lần vận chuyển đầu tiên, Nga đã bị bắt giữ. Em bị tuyên mức án tử hình vì đã mua bán ma túy với số lượng lớn đặc biệt. Nga dùng mình khi nhắc lại phán quyết của tòa án tỉnh Quảng Ninh. Trong phiên tòa hôm ấy, quay xuống nhìn hai đứa con còn nhỏ, Nga đã khóc hết nước mắt. Thời điểm đó, đứa con gái lớn của Nga mới 9 tuổi, còn đứa con trai nhỏ mới chỉ 6 tuổi, nên chưa ý thức về tai họa sắp xảy đến. Giằng tay khỏi ông bà ngoại, chúng khóc ngất khi thấy mẹ bị dẫn giải lên xe đặc chủng. Mấy mẹ con em chỉ cách nhau cánh cửa xe, nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn cách. Em không dám gọi vì say dứt về tội lỗi mình đã gây ra. Dù câu chuyện đã xảy ra cách đây 12 năm, nhưng nữ phạm nhân này vẫn đỏ hoe mắt khi nhắc lại chuyện cũ. Nga được chuyển sang phòng giam đặc biệt dành cho các tử tù trong trại tạm giam Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh. Mỗi buổi sáng sớm, nghe tiếng cửa phòng giam bên cạnh rít lên, những tử tù như Nga đều biết thêm một phạm nhân sắp sửa đền tội. Những phạm nhân mang án tử hình dù gây ra những tội ác khiến người đời khiếp sợ, nhưng họ cũng chỉ là một con người mềm yếu trước cái chết đang đến gần. Họ khóc lóc, van lạy đến ngây dại. Những khoảnh khắc ấy khiến tôi và những tử tù còn lại luôn bị nỗi ám ảnh dày vò. Mỗi ngày trôi qua, Nga đau đớn suy nghĩ về tội lỗi mình đã gây ra, để giờ đây khiến những đứa con còn thơ dại, thiếu vắng sự chăm sóc, yêu thương của mẹ. Thế nhưng, số phận vẫn chưa buông tha Nga. Nga nhận tin chồng cũng vì ma túy tiếp bước vợ vào tù. Thế là hai đứa con Nga không nơi nương tựa, phải đến ở với ông bà ngoại đã già yếu. Nga viết đơn kháng án lên cấp phúc thẩm, hy vọng được thoát án tử hình, có cơ hội được sống để trở về với gia đình. Hai lần hoãn phiên tòa phúc thẩm, Nga gầy sọp đi vì không ăn không ngủ, chỉ có hy vọng đã giúp Nga tồn tại sau cánh cửa phòng giam. Nhưng phán quyết cuối cùng của tòa phúc thẩm sau đó đối với Nga vẫn không thay đổi. Quay lại căn buồng giam dành cho tử tù, Nga nằm ly bì. Thấy Nga suy sụp, người quản giáo động viên Nga rất nhiều. Cũng chính người cán bộ quản giáo đó đã khuyên Nga viết đơn xin ân xá của Chủ tịch nước để có chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Trong số những tử tù của trại giam Xuân Nguyên, Phạm Thị Nga được coi như kẻ trúng số độc đắc, bởi vào phút cuối cuộc đời, khi những hy vọng đang gần như tắt hẳn trong chị ta, thì cũng là lúc quyết định ân xá do Chủ tịch nước được công bố. Ngày nhận được quyết định ân xá, nữ phạm nhân này oa khóc như đứa trẻ. Ai ở vào hoàn cảnh của tôi mới thấu hiểu và trân trọng từng giây phút được sống, được làm người trên cõi đời này. Được di lý về trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng để chấp hành án tù chung thân, Ngài đặt quyết tâm cố gắng cải tạo thật tốt để được mau chóng trở về xã hội. Luôn luôn chấp hành nghiêm túc các quy định và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Một lần nữa, Nga được quyết định giảm án xuống 20 năm. Tiếp tục cải tạo tốt thì chỉ còn vài năm nữa, nữ phạm nhân thoát án tử hình này sẽ được trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Câu chuyện của Nga đã trở thành tấm gương của sự nỗ lực, phấn đấu với những phạm nhân khác đang chấp hành án tại trại giam Sơn Nguyên. Bố mẹ tôi đã già, chị buôn bán rau cỏ nên các cháu không có điều kiện học lên cao, phải đi làm sớm kiếm tiền để phụ ông bà. Chúng ngoan lắm, mỗi lần lên thăm tôi, các con đều động viên mẹ. Khi về rồi ba mẹ con cùng làm ăn chân chính, kiếm tiền nuôi ông bà ngoại đã già yếu. Đứa con gái lớn còn bảo tôi, từ giờ đến lúc mẹ về, con sẽ gom đủ tiền để mở tiệm cắt tóc riêng để hai mẹ con cùng làm. Nữ phạm nhân gần 40 tuổi vui mừng chia sẻ. Được như ngày hôm nay, tôi ngàn lần xin cảm ơn ban giám thị và quản giáo trong trại đã tạo điều kiện cho những người từng lầm lỗi như tôi có cơ hội phục thiện. Tôi sẽ cải tạo thật tốt để trở về tạ tội với bố mẹ, với những đứa con của mình. Ngày 14 tháng 1 năm 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, 42 tuổi tại Tiền Giang về các tội giết người và cướp tài sản. Hồi tháng 9, vụ án từng được đưa ra xét xử phúc thẩm nhưng buộc phải hoãn để làm rõ một số lời khai của bị cáo. Bị cáo Thúy cho rằng mình chỉ ra tay sát hại một nạn nhân, người còn lại thì bị cáo không biết. Mặt khác, bị cáo Thúy cho rằng thuốc độc cyanua là do người khác đưa cho.
Trước đó, bị cáo Thúy bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án tử hình về hai tội danh như trên. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo Thúy phải bồi thường mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân là 600 triệu đồng. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Thúy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì lòng tham nên bị cáo đã thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn thực hiện liên tục hai vụ án trên cùng một địa phương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo từng bị phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại tái phạm, dùng chất độc giết hai người để cướp tài sản một cách táo bạo liều lĩnh, sợ bị phát hiện. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo giáo dục. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Thúy. Hồ sơ vụ án xác định khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2017, Thúy đi bán vé số thì gặp đồng nghiệp là anh Lê Văn Hùng, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình nói chuyện, Thúy thấy anh Hùng có đeo nhiều nhẫn vàng. Cùng thời điểm, Thúy bị chủ nợ thúc ép trả tiền nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng này của anh Hùng. Để thực hiện ý định, Thúy đến điểm bán vật tư nông nghiệp và thuốc trừ sâu mua bịch chất cyanua với giá là 20.000 đồng. Đến chiều tối cùng ngày, Thúy mang theo chất độc rồi mượn xe máy đi tìm anh Hùng. Khi đến khu vực chợ Tân Hòa ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Thúy thấy anh Thúy đang bán vé số thì liền rủ nhau tìm nơi vắng vẻ để tâm sự. Trên đường đi, Thúy ghé vào quán nước mua hai ly cà phê đá rồi tiếp tục chở anh Hùng đến khu đất trống ở thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông. Sau khi quan hệ tình dục, Thúy lợi dụng lúc anh Hùng không để ý, bỏ chất độc vào ly cà phê và đưa cho anh này uống. Khoảng 15 phút sau, anh Hùng thấm thuốc độc, nằm cục xuống đất. Lúc này, Thúy lột lấy 3 nhẫn vàng trên tay nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Số vàng cướp được, Thúy bán được 15 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến khuya cùng ngày, người dân địa phương phát hiện anh Hát cục chết trên bãi đất trống nên trình báo cơ quan chức năng. Xác định đây là vụ án mạng nên cơ quan điều tra công an tỉnh Tiền Giang đã khoanh vùng và truy tìm hung thủ. Khi tung tích của Thúy chưa bị phát hiện, thì vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục nhận được thông tin về cái chết của ông Nguyễn Văn Tính, sinh năm 1968 cùng huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, trong chòi tại một quán cà phê sân vườn trên địa bàn. Vào cuộc điều tra, sau 2 ngày khoanh vùng đối tượng gây án, công an tỉnh Tiền Giang xác định Thúy là nghi can số 1 nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thúy ban đầu không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng bằng các chứng cứ mà cơ quan điều tra đã có trong tay, Thúy đã phải thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai của Thúy, do bị các chủ nợ đòi tiền và đang lo lắng vì chưa kiếm được tiền trả nợ, lúc này Thúy được ông Tính rủ đi vui vẻ. Cô ta biết người đàn ông này có tiền và đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Cả hai thống nhất gặp nhau tại quán cà phê sân vườn kể trên. Trên đường đến điểm hẹn, Thúy ghé vào điểm bán vật tư nông nghiệp thuốc trừ sâu, mua một bịch thuốc cyanua bỏ vào túi áo. Sau khi quan hệ xong, Thúy dụ ông Tính vào quầy mua dùm một chai nước. Lợi dụng lúc ông này đi gọi nước uống, Thúy bỏ chất độc vào ly cà phê. Được một lúc uống cà phê, nạn nhân bị ngấm chất độc nên cơ mệt và nằm gục trên võng. Thế vậy, Thúy lột lấy hai chiếc nhẫn vàng và một sợi dây chuyền trên người ông ta rồi tẩu thoát. Sau đó, chủ quán cà phê ra dọn dẹp thì phát hiện ông Tính nằm chết nên trình báo công an. Về phần Thúy, đem bán vàng của nạn nhân được hơn 30 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Theo hồ sơ từ công an, Thúy từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại thời điểm gây án liên tiếp, Thúy chưa được xóa án tích. Chỉ trong một thời gian ngắn, quái nữ miền Tây đã ra tay sát hại hai người đàn ông sau phút mặn nồng ân ái. Tử hình là bản án thích đáng dành cho nữ tử tù với những tội ác mà đối tượng đã gây ra. Ở một vụ việc khác, bị người đồng tính chia tay, Hồ Thị Bích Phượng mang theo 4 con dao đến nhà cô này để níu kéo. Bị ngăn cản, Phượng điên cuồng đâm nhiều nhát dao sát hại cha người tình. Hồ Thị Bích Phượng là con đầu trong một gia đình có 3 người con ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Lớn lên, mặc cảm vì giới tính thứ 3 nên cô ta nghỉ từ năm lớp 11 rồi đi học nghề may. Năm 2004, Phượng quen biết với chị Phạm Thị Giang khi hai người học chung ở lớp thiết kế thời trang. Mặc dù biết chị Giang đã có gia đình và con nhỏ, nhưng Phượng vẫn thầm yêu trộm nhớ và tìm cách tán tỉnh. Cô ta thường xuyên đến nhà Giang chơi, cùng chị đi chợ nấu ăn, đưa đón con đi học. Cảm mến trước tình cảm chân thành đó, đến năm 2007, chị Giang gật đầu đồng ý mối tình đồng giới. Từ đó, quan hệ của hai người ngày càng thân thiết hơn. Đến năm 2011, gia đình Giang phát hiện chuyện tình ngang trái nên cấm chị không được qua lại với Phượng. Nghe lời người thân, chị lánh mặt người tình. Nhiều lần tìm cách nối lại tình cảm nhưng bất thành,
Khoảng 5 giờ sáng ngày 14 tháng 7 năm 2011, Phượng đón xe ôm đến nhà người tình ở phường Tân Quy, quận 7 để nói chuyện. Khi đi, cô ta mang theo 3 con dao Thái Lan và 1 dao phay với mục đích nếu chị Giang không chịu nối lại tình xưa thì sẽ tự sát. Đến nơi, Phượng ngồi đối diện trước cổng nhà. Trong lúc chờ đợi, cô ta nhặt thêm một cây sắt ở đống phế liệu bên đường, giấu vào người. Khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, nhìn thấy cha của chị Giang là ông Phạm Văn Năm ra mở cửa, Phượng liền chạy đến xin gặp người tình. Vốn không đồng ý mối quan hệ này, lại thấy cô ta cầm cây gậy sắt, ông Năm liền truy hô và đánh vào vai trái và sau gáy, làm rơi kính cận của Phượng đang đeo. Người này giật lại cây sắt và đánh vào đầu ông Năm. Trong lúc vật lộn, cô gái rút dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người ông khiến nạn nhân gục xuống. Khi nghe tiếng kêu cứu, chị Giang chạy ra đè Phượng xuống đất nhưng bị người tình đâm nhiều nhát vào người. Chồng chị Giang là anh Đinh Văn Kiệt hô hoán kêu cứu mọi người. Lúc này, anh Phạm Ngọc Thanh đang uống cà phê gần đó chạy vào đá con dao mà hung thủ đang cầm trên tay rồi khống chế. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Năm đã tử vong, còn chị Giang thì bị thương 17%. Tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phượng tử hình về tội giết người. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ án. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 4, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với người này. Ở một vụ việc ám ảnh khác, người ta thường tìm đến chùa như một sự bình yên thanh tịnh. Thế nhưng một người phụ nữ giả vờ xin vào chùa tu rồi giết ni sư cướp tài sản đã gây chấn động dư luận. Ngày 5 tháng 8 năm 2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Loan, sinh năm 1970, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, mức án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản. Mức hình phạt mà bị cáo phải thi hành là tử hình. Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Loan đã vay mượn tiền tiêu xài nhưng không có khả năng trả nợ. Loan biết ni sư Hải Hiếu, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sống một mình và tu tập tại nhà cùng xóm với Loan nên nảy sinh ý định giết ni sư Hải Hiếu, hòng cướp tài sản. Tối ngày 1 tháng 8 năm 2018, Loan đến nhà giả vờ xin ni sư Hải Hiếu làm lễ xuống tóc đi tu. Tin lời hàng xóm, ni sư hẹn Loan 4 giờ sáng hôm sau quay lại làm lễ. Đến hẹn, Loan mang theo một con dao Thái Lan sang nhà ni sư Hải Hiếu. Vào trong nhà, ni sư dẫn Loan vào nhà tắm để rửa mặt. Lợi dụng lúc chủ nhà mở vòi nước trong nhà tắm, Loan cầm dao đâm liên tiếp vào đối phương. Hậu quả là nạn nhân tử vong tại chỗ, kẻ thù ác xây sát nhẹ sau trận giằng co. Sau khi gây án mạng, Loan lục tìm tất cả các ngóc ngách trong nhà, lấy đi 70 triệu đồng, 3 sổ tiết kiệm, điện thoại và xe máy. Loan chạy xe máy đến gần công viên Phú Lâm vứt dao gây án. Sau đó Loan chạy về nhà dì ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, gửi xe máy vừa cướp từ nhà ni sư Hải Hiếu và đốt 3 cuốn sổ tiết kiệm rồi đem tiền đi trả nợ và trốn về thành phố Vĩnh Long. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2018, công an phát hiện ra nơi hung thủ đâm chết ni sư Hải Hiếu ẩn nấp. Thấy công an mới lên làm việc, Loan uống thuốc trừ sâu, toàn tự sát nhưng không thành. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hồng Loan là thủ phạm trong vụ án giết người cướp tài sản xảy ra trong nhà ni sư Hải Hiếu. Số tài sản Loan cướp đi có giá trị gần 100 triệu đồng. Dù mang thân hình người phụ nữ mảnh mai, thế nhưng những nữ tử tù lại gây ra những hành vi phạm tội khó lòng dung thứ, để rồi nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật mới chợt bừng tỉnh, thì mọi chuyện đã quá đỗi muộn màng. Gặp chúng tôi trong trại giam giữa buổi chiều mát sau cơn mưa nặng hạt, chị kể về quãng thời gian đã qua trong tiếng thở dài. Chị Phạm Nhân Trần Thị Tý, sinh năm 1971, quê Long Thành, Đồng Nai, đang thụ lý 15 năm tù về tội giết người tại trại giam Thủ Đức Z30D, Bình Thuận. Làn da trắng trẻo, gương mặt hiền, nếu không khoác trên mình bộ quần áo tù nhân, khó ai nghĩ chị đã từng gây ra tội ác tày trời. Rời làng quê ở tỉnh Nam Định, chị Tý cùng gia đình đi vùng kinh tế mới ở Suối Chầu, Long Thành, Đồng Nai, rồi chị kết hôn với người thanh niên cùng trang lứa. Cuộc sống khó khăn nhưng hoa tình yêu của họ luôn nở rộ khi 5 đứa con lần lượt ra đời. Con đông, khó khăn càng chồng chất nhưng tình cảm vợ chồng không êm đẹp khiến chị nhiều hôm phải mang con về nhà ba mẹ ruột. Cuối năm 2004, gia đình chị cất lại nhà chuẩn bị đón Tết. Giữa lúc các gia đình khác đang đầm ấm sum họp thì vợ chồng chị lại nảy sinh mâu thuẫn cãi vã. Chán nản, chị đưa mấy con nhỏ sang nhà cha mẹ ruột, khi trở về nhà thì lại bị chồng đánh. Lúc đó trong đầu chị nảy sinh ý định xóa đi tất cả. Chị vào bếp lửa đang cháy, lấy khúc củi gỗ hừng hực lửa, ném khúc gỗ lên mái nhà rồi lạnh lùng bỏ đi.
người đàn bà ấy bỏ lại sau lưng một biển lửa đang thiêu sống chồng mình. Trong khi bà con hàng xóm đến dập lửa thì người vợ tội lỗi hồn nhiên về nhà cha mẹ ruột. Trong đêm giao thừa, chồng chết, chị bị bắt về tội giết người. Tôi cũng không hiểu sao mình lại làm chuyện dại dột như vậy. Có lẽ bị chồng dọa giết, chèn ép lâu ngày và kinh tế quá khó khăn nên tôi đã nghĩ quẩn. Chị Tý khẽ rùng mình khi nhớ lại câu chuyện 8 năm về trước. Ngày chị bị bắt, chị cũng không nghĩ chồng chết. Một tuần sau, nghĩ đến những đứa con mất cha lại có mẹ mang tội giết chồng, chị khóc. Chị bị kết án 15 năm tù, chị cúi đầu hối hận. Gia cảnh ly tán, 5 đứa cháu trở thành gánh nặng trong cảnh thiếu trước hụt sau của ông bà ngoại. Và 8 năm thụ lý án tù, dù Đồng Nai ra trại giam Bình Thuận cũng chỉ hơn 100 km, nhưng chị trở thành nữ phạm nhân cô đơn nhất khi từ đó đến nay không một người thân thích đến thăm. Nhiều lúc mơ ước được nhìn thấy bóng dáng hay nghe giọng nói của người thân, muốn lắm, nhưng mà thôi, tôi cũng không muốn con mình phải buồn vì có một người mẹ như vậy. Tôi đã gieo đau khổ cho cha mẹ, đã đành, giờ còn gieo rắc nỗi sầu cho con. Tôi không muốn thế, nữ tù nhân tâm sự. Chị chỉ mong mình cải tạo thật tốt để được cho về trước thời hạn. Nghĩ đến những đứa con đang cần bàn tay chăm nom, chị lại càng quyết tâm cải tạo. Với sự nỗ lực không mệt mỏi và tinh thần phục thiện tốt, chị đã được ban quản giáo đánh giá cao và khả năng được về với cuộc sống tự do không còn xa nữa. Chị đang đếm thời gian trôi trong suy nghĩ tích cực nhưng cũng lắm trăn trở dày vò. Từ khi vào tù, gia đình bên chồng không còn đoái hoài gì đến tôi. Tuy nhiên ngày về, chắc chắn tôi sẽ về nhà chồng trước. Dù không ai chấp nhận và có đánh đuổi, nhưng tôi vẫn đến đây để mong một lời tha thứ, chị nói. Tuy nhiên, điều mà nữ phạm nhân này trăn trở nhất đó là việc gặp lại những đứa con. 3 con trai của chị giờ tuy đã nghỉ học nhưng biết tự sinh sống. Đứa con gái lớn nay cũng đã là sinh viên một trường cao đẳng Vũng Tàu. Điều mong muốn lớn nhất của chị là sớm được trở về để lo cho con, bù đắp những mất mát mà chúng đã hứng chịu trong suốt thời gian qua. Lòng mong mỏi là vậy, nhưng chị không dám nói với ai, không muốn ai nhắc đến mình. Tự hào có đứa con vượt qua nghịch cảnh, đến nay đã là sinh viên, nhưng chị không muốn lương tâm con gái bị chi phối vì có bà mẹ chẳng ra gì. Những ăn năn chỉ mình biết, sự cố gắng cũng để phần nào bù đắp cho con và chuộc lại lỗi lầm. Tất cả những cố gắng hôm nay và quãng đời còn lại tôi muốn dành cho con, nhưng rồi không biết ngày về con mình có đón nhận hay không, chị trăn trở. Thụ án hơn 4 năm về tội giết người, phạm nhân Bùi Thị Dung, sinh năm 1963, không ngừng dằn vặt về tội ác của mình gây ra. Gặp Dung ở phân trại số 3, thuộc trại giam số 6, Tổng cục 8 Bộ Công an. Những lời tâm sự đẫm nước mắt của Thị khiến chúng tôi cảm thấy xót xa. Nỗi đau lớn nhất của đời Thị sau khi gây ra cái chết của chồng chính là Thị bị gia đình, họ hàng ruồng bỏ. Đặc biệt là những đứa con coi Thị như không tồn tại trên cõi đời này nữa. Ngồi trong chốn lao tù, Thị mới cảm nhận được hết nỗi đau. Với những tội lỗi của mình, Thị phải trả giá bằng bản án lương tâm vô cùng đắt giá. Vội lau nhanh nước mắt, Thị kể về cuộc đời đầy bi kịch của mình. Thị vốn là một thiếu nữ có nhan sắc và sinh ra trong một gia đình gia giáo. Năm 1982, theo sự gắn ghép của hai gia đình, Bùi Thị Dung, sinh năm 1963 ở xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An, kết hôn với Nguyễn Quốc Tờ. Tưởng rằng hôn nhân ép buộc thì không được hạnh phúc. Thế nhưng, Tờ rất quan tâm và biết chiều chuộng Dung. Năm 1983, Dung sinh con gái đầu lòng. Niềm hạnh phúc ấy lại được nhân lên gấp bội. Hồi đó, cuộc sống vợ chồng Dung cũng không mấy là khá giả. Dung thì lấy chồng sớm nên ở nhà làm ruộng. Còn Tờ may mắn xin đi làm được tại một công ty gạch ở trên thành phố Vinh. Được sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại cùng với sự khéo léo của Dung, vài năm sau, kinh tế của vợ chồng Dung cũng dần dần ổn định và có của ăn của để. Đến năm 1988, Dung lại tiếp tục sinh thêm một cô con gái. Những tưởng cuộc sống khấm khá hơn, có tiếng cười của trẻ nhỏ đã là viên mãn. Nhưng không ngờ, lúc cô con gái thứ hai chào đời cũng là lúc tình cảm vợ chồng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Dung bắt đầu thấy lo sợ bởi vì chồng vốn là người trọng nam khinh nữ.
Khi thấy đứa thứ hai vẫn là gái, anh Tờ đã tuyên bố thẳng thừng là muốn có thằng cu để nối dõi tông đường, chống gậy và thờ cúng tổ tiên. Áp lực sinh con trai đè nặng lên đầu Dung. Phận làm vợ, Dung cũng muốn gia đình chồng có quý tử để nối dõi tông đường. Trong đầu Dung bắt đầu tính toán đủ mọi cách. Thậm chí, thì còn nhờ đến cả thầy bói, thầy cúng, lấy thuốc về uống để mong sinh bằng được một thằng cu. Khi biết mình có bầu, Dung luôn hy vọng đó là đứa con trai để chồng nở mày nở mặt với dòng họ. Tuy nhiên, lần này Dung vẫn cho ra đời một công chúa. Kể từ đây, anh Tờ bắt đầu chán nản, rượu chè bê bết, lô đề, chảnh mảng công việc làm ăn. Do suốt ngày rượu chè, bỏ bê công việc, anh Tờ bị đuổi việc. Một tay Dung cố bươn chải để nuôi cả gia đình. Thị luôn hy vọng chồng mình sẽ hồi tâm chuyển ý, tu chí làm ăn để cùng vợ nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Đến năm 1996, hai vợ chồng quyết tâm thử vận may lần nữa. Nhưng may mắn đã không đến với Thị khi một vịt rời nữa ra đời. Khi vợ sinh cô con gái thứ tư, Tờ thường xuyên bỏ nhà đi, có khi cả tuần mới về nhà một lần. Hễ về nhà là Tờ lại gây sự, chửi bới. Không ai khác, chính Dung là người phải hứng những trận đòn như cơm bữa từ chồng. Nhưng vì con cái, Thị luôn nín nhịn. May mắn cho Thị là mấy đứa con chăm ngoan học giỏi. Đó cũng là động lực lớn nhất để Thị tiếp tục sống. Thất vọng ê chề về khả năng sinh nở của Dung. Khi đứa con thứ tư mới chào đời được vài ngày, Tờ bỏ bốn mẹ con Dung ở lại với nhau rồi bắt xe vào Đắk Lắk để lấy vợ. Tuy nhiên, vào đó được một thời gian, Tờ mâu thuẫn với em gái nên lại quay trở về nhà. Cũng từ đó trở đi, Tờ trở nên chán nản, bất mãn, rồi thường xuyên trốn vợ, tìm đến gái mại dâm và coi đó như một trò giải khuây. Biết chồng mình chơi gái, nhưng Dung vẫn nín nhịn, không muốn làm to chuyện. Bởi chồng vào làm ở ban an ninh xóm, nên Dung cũng đôi ba lần khuyên chồng đừng đến những chỗ bẩn thỉu ấy. Người ta nhìn vào sẽ không hay, nhưng anh Tờ cứ gạt phát đi. Nhưng cuộc đời không ai học được chữ ngờ. Trưa ngày 17 tháng 8 năm 2009, sau khi ăn cơm, uống rượu với bạn bè tại nhà xong, hai vợ chồng lên ngủ tại giường ở phòng khách. Nhìn thấy vợ là Tờ lại bắt đầu sinh sự. Có hơi men trong người, Tờ nổi đóa chửi vợ. Trong lúc tức giận, Dung cũng chửi lại chồng, gọi chồng là đồ con chó. Không dạy vợ bằng lời nữa, Tờ thò tay xuống gầm giường lấy chiếc búa thợ xây, giơ lên đánh vào đầu vợ. Nhưng Dung đã kịp với chiếc gối đỡ được. Chưa dừng lại ở đó, anh Tờ lại tiếp tục giơ búa đánh thêm nhát nữa. Nhưng vô tình, chiếc búa vướng vào màn làm đứt dây, khiến chiếc màn rơi xuống trùm lên người. Nghĩ chồng có ý định giết mình để lấy vợ hai, máu trong người Dung bắt đầu sôi sùng sục. Ý nghĩ trả thù người chồng đã đánh đập mình trong suốt thời gian chung sống bỗng lóe lên. Dung nhảy xuống đất, lấy chiếc rìu ở gầm giường chém liên tiếp vào người, vào đầu, làm chồng gục xuống giường. Sau khi chém chết chồng, Thị cầm búa, rìu mang ra giếng rửa sạch vết máu rồi vứt xuống ao. Sau đó, Thị vào nhà thay quần áo, chải chuốt tóc và đạp xe đi sang nhà bạn chơi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nạn nhân Nguyễn Quốc Tờ bị tử vong do vỡ hộp sọ với 19 nhát chém ác nghiệt, với hành vi giết chồng man dợ. Bùi Thị Dung đã phải lĩnh mức án tù chung thân. Lúc đó, cả thế giới như đều quay lưng lại với Thị. Gia đình chồng oán hận Thị, xã hội dè bỉu khiến Thị không còn muốn sống. Thị luôn hy vọng những đứa con Thị rứt ruột đẻ ra sẽ cảm thông và chia sẻ với Thị. Nhưng các con của Thị chỉ nhìn Thị với ánh mắt như một kẻ sát nhân, khiến Thị không còn thiết sống. Kể từ đó, Dung bắt đầu xuất hiện những luồng tư tưởng tiêu cực và muốn tìm đến cái chết để tự giải thoát cho bản thân. Đã nhiều lần, Thị định đập đầu vào tường để tự tử, nhưng nhờ có bạn tù phát hiện kịp thời nên Dung đã không chết. Sau này, được cán bộ trại giam động viên, Dung đã từ bỏ ý định dại dột này. Bùi Thị Dung vì mang cái tiếng là ác phụ, những ngày ở nhà chịu tang chồng và cả khi bị bắt tạm giam,
họ hàng bên nhà chồng cũng không ai thèm đoái hoài đến Thị. Đứa con gái thứ hai mấy lần có vào nhà tạm giam thăm mẹ, nhưng rốt cuộc chỉ để hỏi chuyện tiền, sổ tiết kiệm và bìa đỏ để ở đâu. Thái độ dửng dưng, coi mẹ như kẻ sát nhân khiến lòng tôi đau như cắt. Bốn người con tôi rứt ruột đẻ ra đều quay lưng với người mẹ tội lỗi này. Vậy nên, chẳng có lý do gì để tôi tiếp tục sống nữa. Dung xót xa tâm sự. Hàng xóm không ít người bày tỏ lòng thương cảm đối với Thị vì phải chịu cuộc sống địa ngục quá nên mới có những hành động dại dột như vậy. Nhưng tại tòa, đứa con gái thứ hai lại bất ngờ đứng dậy yêu cầu nợ máu phải trả bằng máu và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mẹ mình với mức án cao nhất. Nghe con nói vậy, trái tim Thị như vỡ tung ra vì đau đớn. Đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng khôn lớn, không ngờ lại quay lưng lại với mẹ nó. Dù biết rằng hành vi của tôi đáng phải nhận hình phạt như thế, nhưng những lời nói đó lại chính là từ miệng đứa con gái thốt ra, khiến tôi vô cùng bất ngờ và đau như dao cắt. Phạm Nhân Dung rưng rưng nước mắt. Biết mình đã gây ra tội ác lớn nên sau khi chuyển lên trại giam số 6 thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an, Dung nhất quyết không gặp hay nhận quà thăm nuôi của bất kể đứa con nào. Nhiều lúc mơ ước được thấy bóng dáng hay nghe giọng nói của các con. Muốn như vậy lắm, nhưng tôi không muốn các con tôi phải bận tâm vì một người mẹ như vậy. Trong thâm tâm Thị luôn hy vọng sẽ có một ngày mình được quay trở về và nhận được sự tha thứ từ các con Thị. Từ khi sự việc xảy ra, gia đình chồng không còn đoái hoài gì đến tôi nữa. Tuy nhiên, nếu có ngày trở về, chắc chắn tôi sẽ về nhà chồng trước. Dù không ai chấp nhận và có xua đuổi, nhưng tôi vẫn đến đấy để mong nhận được sự tha thứ. Dung nghẹn ngào nói. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.